Trân Như xin kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình Mỗi Ngày Một Câu Hỏi. Thưa quý vị, vụ án gián điệp ám sát liên quan đến Hoa Kỳ, Ả Rập Saudi và Iran đang gây xôn xao dư luận thế giới. Hiện đang có mặt trước tòa đại sứ Ả Rập Saudi tại thủ đô Washington là phóng viên Việt Long của Á Châu Tự Do. Trân Như xin gửi lời chào đến anh Việt Long ạ. Chào anh Trân Như và kính chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Vâng, thưa anh, có thể cho quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do biết vắn tắt về cái diễn tiến của cái sự việc cũng như là những cái thông tin mà anh có được cho đến giờ phút này hay không ạ? Thưa anh Trân Như và kính thưa quý khán thính giả, mọi việc đã bùng nổ vào chiều thứ ba ngày hôm qua khi ông Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder họp báo công bố trước công luận về một âm mưu gọi là một âm mưu ám sát bất thành của Iran nhắm vào đại sứ của Ả Rập Xê Út tại Washington. Vị đại sứ tên là Abdel Ali Zubair được FBI nói rằng sẽ có thể trở thành nạn nhân của một âm mưu ám sát do lực lượng vệ binh quốc gia Iran tổ chức, nhưng mà âm mưu đó đã bất thành. Ngày hôm nay Iran đã lên tiếng phản bác rất là dữ dội trước cái điều lên án của Hoa Kỳ. Chủ tịch Quốc hội là Ali Larijani nói rằng đó là chỉ là một cái trò trẻ con của Hoa Kỳ để mà đánh lạc hướng dư luận trước cái vấn đề nội bộ khó khăn của Hoa Kỳ. Và nếu mà Hoa Kỳ tấn công Iran thì sẽ chịu những cái hậu quả hết sức là thảm khốc đến nỗi mà không có thể ngóc đầu lên được. Tại Washington, Tòa Bạch Ốc tuyên bố rằng âm mưu này chắc chắn có liên can tới Iran và Hoa Kỳ không gạt bỏ một giải pháp nào có thể đối phó với Iran. Tuy nhiên, ngũ giác đài thì không nói đến biện pháp quân sự. Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là bà Hillary Clinton cũng nói Iran hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về điều này. Ả Rập Xê Út cũng lên tiếng rất phẫn nộ đối với cái gọi là âm mưu ám sát bất thành vị đại sứ của họ. Ả Rập Xê Út nói rằng đây là một cái âm mưu hết sức là đáng khinh bỉ, đi ngược lại với các thông tục và luật lệ quốc tế. Hoàng Thái tử Al-Faisal của Ả Rập Xê Út tuyên bố tại London rằng có một kẻ nào đó tại Iran sẽ phải chịu trách nhiệm về âm mưu bất thành này. Trong khi đó thì Pháp và Anh cũng liên lạc với Hoa Kỳ để bàn về biện pháp đối phó sắp tới. Người ta được biết rằng Hoa Kỳ đang làm việc với Hội đồng Bảo an và tối thiểu thì Hoa Kỳ cũng sẽ đòi cô lập Iran thêm nữa bằng những biện pháp trừng phạt kinh tế. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Việt Long rất là nhiều. Thưa quý vị, mỗi ngày một câu hỏi và Trân Như xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình ngày mai.